Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công an cho biết, tính đến nay, cơ quan này đã cấp khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Để chú ý là trong những căn cước công dân này, Bộ Công an đã tích hợp nhiều tính năng phù hợp để thuận tiện cho bà con di chuyển, khai báo trong mùa dịch. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an đang triển khai các ứng dụng tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ cho các thủ tục giao dịch được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, Đặc biệt, với tình hình phòng chống dịch cấp bách như hiện nay, Bộ Công an đã tích hợp hàng loạt tiện ích cho căn cước công dân gắn chip. Trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Công dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip. Mặt sau của thẻ có chứa mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường hợp thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung và dân tay theo tiêu chuẩn này. Tất cả thông tin lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin bởi ban cơ yếu chính phủ.